Thưa quý vị, không phải đến giờ những nguy hại từ các nội dung xấu độc trên mạng xã hội với trẻ em mới được cảnh báo. Tuy vậy, với số lượng video ngày càng gia tăng chóng mặt cùng nhiều biến đổi với hình thức khác nhau, đây vẫn luôn là một bài toán đau đầu với nhiều phụ huynh trong việc quản lý, bảo vệ con trẻ trước ma trận thông tin trên Internet. Đặc biệt phải kể đến trong thời gian gần đây, những video nhảm nhí, câu view trên YouTube đang thu hút một lượng lớn người xem, nhất là giới trẻ, gây ra những hậu quả khôn lường cho việc hình thành nhân cách, tư duy trẻ nhỏ. Với quỹ thời gian eo hẹp, các ông bố bà mẹ cần làm gì để bảo vệ con em mình khỏi thế giới video nhảm nhí, trăm hoa đua nở như hiện nay? Đây là vấn đề Gõ Cửa Ngày Mới hôm nay sẽ đề cập. Công việc bận rộn, nhưng hàng ngày, chị Phạm Thu Thủy vẫn dành một phần quỹ thời gian của mình để cùng con trò chuyện và theo dõi những kênh YouTube mà bé yêu thích. Theo chị, đây là cách tốt nhất để kiểm soát và định hướng cho con, không bị ảnh hưởng bởi những nội dung tiêu cực trên Internet hiện nay. Thành quả của một quá trình dài là bé Thủy Nguyên, con của chị Thủy, dù được tiếp xúc với iPad, điện thoại từ nhỏ, nhưng đều biết giới hạn thời gian sử dụng. Đến giờ học là tất cả những cái iPad, điện thoại thì vứt ra một nơi và tập trung vào. Quan trọng là bố mẹ cũng không nên bỏ rơi con, cũng không nên để cho con có thể tự xem mà mình có thể kiểm soát kênh để làm sao mà định hướng được cho con đúng cái đam mê của mình, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến đôi mắt của con. Để tạo được hệ miễn dịch phòng vệ cho trẻ trước những video nhảm nhí, phản cảm, thì chính các bậc phụ huynh cũng cần trang bị những kiến thức, kỹ năng để đồng hành cùng con trên không gian mạng. CyberKids Việt Nam, một dự án cộng đồng ra đời từ tháng 5 năm nay, của một nhóm các bạn trẻ đang hướng tới giải quyết bài toán này. Đến tháng 12 thì CyberKids sẽ ra mắt giải pháp CyberClass, là lớp học về an toàn thông tin trên không gian mạng đầu tiên tại Việt Nam, online và 100% miễn phí cho tất cả trẻ em. Và sau đấy thì đến tháng 3 thì CyberKids sẽ tiếp tục ra mắt giải pháp CyberHome dành cho phụ huynh. Cũng trong thời gian qua, hàng chục ngàn video nhảm nhí, phản cảm, tục tiểu đã được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý, góp phần làm sạch hơn không gian mạng Việt Nam. Thì trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh để rà soát cái văn bản quy phạm pháp luật, những cái bất cập trong cơ chế chính sách để bổ sung, xây dựng, điều chỉnh kịp thời trình chính phủ ban hành để có cái chế tài xử lý mặt pháp luật một cách nghiêm minh nhất, đấu tranh mạnh mẽ với các cái nền tảng xuyên biên giới mà đang hỗ trợ cho những cái nội dung văn hóa nhảm đó trên mạng. Sàng lọc được những cái bài viết, những cái gọi là nội dung, những cái phong cách làm sao cho nó phù hợp với lại đạo lý và thuần phong mỹ tục cũng như là phù hợp với luật pháp, thì chúng ta mới có thể gọi là góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ không những cả về kiến thức mà còn cả về đạo đức và về lối sống. Thay đổi nhận thức và thói quen nghe nhìn của con trẻ không thể ngày một ngày hai mà làm được, mà là quá trình phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội và chính sự chủ động của các em. Khi cả cộng đồng đều có kiến thức và ý thức được những rủi ro trên không gian mạng, thì đây sẽ là lá chắn vững chắc giúp bảo vệ và tạo môi trường để trẻ em phát triển toàn diện. Thưa quý vị, view cao, lượt đăng ký khủng, thu nhập trăm triệu đến bạc tỷ, có quá nhiều thứ hấp dẫn các YouTuber khiến họ ảo tưởng về một môi trường có thể kiếm tiền bằng mọi giá. Đó chính là lý giải cho việc trào lưu làm clip nhảm nhí, nở rộ và tràn lan trong thời gian gần đây. Chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay, trách nhiệm chính trong việc nở rộ clip nhảm thuộc về các chủ nhân trên kênh YouTube, chứ không hoàn toàn ở người tiếp nhận những sản phẩm đó. Do đó, cần phải xem xét trách nhiệm xã hội của những cá nhân tổ chức tạo nên những sản phẩm truyền thông không phù hợp với chuẩn mực. Không thể đổ lỗi cho công chúng trong việc tiếp nhận những sản phẩm đó. Ở khía cạnh pháp lý, các kênh YouTube, mạng xã hội đăng tải nội dung phản cảm đi ngược lại truyền thống văn hóa thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, có thể bị xử phạt theo luật hình sự, xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.